Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Apple News của Điện Thoại Vui TV. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Mới đây thì Apple đã tung ra một chương trình thay thế dành cho iPhone 11 bị lỗi màn hình cảm ứng. Theo Apple, có một tỷ lệ nhỏ các mẫu iPhone 11 được sản xuất từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 5 2020 đã bị lỗi màn hình cảm ứng, tức người dùng chạm vào mà không phản hồi. Công ty nói rằng vấn đề đó liên quan đến module của màn hình, cần được thay thế để thiết bị hoạt động bình thường trở lại. Lưu ý là chương trình thay thế chỉ dành riêng cho mẫu iPhone 11 thông thường và không áp dụng cho iPhone 11 Pro hoặc Pro Max. Để kiểm tra mẫu iPhone 11 của mình có bị ảnh hưởng hay không, người dùng có thể đưa số series của máy và kiểm tra nó trên trang web hỗ trợ của Apple. Nếu thiết bị của bạn đủ điều kiện tham gia chương trình, bạn cần liên hệ với Apple và đưa máy đến Apple Store hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của Apple. Apple sẽ thay thế module màn hình iPhone 11 miễn phí nếu bị lỗi. Tuy nhiên thì Apple có thể từ chối hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho các thiết bị có hư hỏng vật lý. Theo một báo cáo mới nhất thì Apple đã đăng ký bằng sáng chế cho một lớp nền đen mờ hấp thụ ánh sáng cực mạnh. Bằng sáng chế có tiêu đề lớp phủ Anodized, anode hóa đen mờ, và mô tả chi tiết về quy trình sản xuất cũng như những ưu điểm của lớp phủ đen mờ. Hơn nữa thì lớp phủ này có thể được sử dụng trên kim loại, hợp kim kim loại, nhôm và các vật liệu khác. Nói chung thì nó có thể được sử dụng trên hầu hết các sản phẩm của Apple. Bằng sáng chế của Apple mô tả một màu đen thật sự khó đạt được. Thông thường thì các nhà sản xuất sử dụng sắc thái của màu đen hơi khác so với màu đen tuyền. Các sắc đen còn lại được gọi là màu đen nhạt và có độ đậm nhạt. Tuy nhiên thì Apple dường như đã khám phá cách để lắng đọng các hạt màu trong lỗ của lớp Anodize và do đó đạt được màu đen thật sự. Tuy nhiên thì màu đen thường có xu hướng bóng và vì vậy nó sẽ phản chiếu một lượng lớn ánh sáng nhìn thấy được. Tuy nhiên thì Apple sẽ tạo ra bề mặt lớp Anodize với các lỗ nhỏ, giúp mang lại màu đen trung thực mà không có thêm độ bóng. Trước đó thì công ty đã tạo ra một lớp hoàn thiện màu đen mờ trên iPhone 7. Giờ đây thì Apple đang phải đối mặt với hàng loạt các vụ kiện mới ở châu Âu. Công ty đang phải đối mặt với một loạt vụ kiện bổ sung liên quan đến hoạt động Bill Gates khét tiếng của mình. Với những bạn không biết thì thuật ngữ Bill Gates được sử dụng để mô tả các nhà sản xuất cố ý làm chậm hoặc điều chỉnh hiệu suất điện thoại cũ hơn. Điều này rõ ràng được thực hiện để duy trì sự ổn định hệ thống của các thiết bị cũ chạy firmware mới hơn, nhưng vấp phải sự chỉ trích lớn từ phía người dùng. Gã khổng lồ có trụ sở tại Cupertino trước đây đã trả 113 triệu USD trong các vụ kiện tại Mỹ vì ảnh hưởng đến hiệu năng của các mẫu iPhone 6, iPhone 7 và iPhone SE. Hiện tại thì có tổng cộng 5 tổ chức tiêu dùng châu Âu đã đệ đơn một loạt các vụ kiện tập thể khác chống lại Apple ở Mỹ và Tây Ban Nha về việc công ty cố ý làm chậm các thiết bị iPhone 6 và 6S. Các vụ kiện mới đang yêu cầu táo khuyết bồi thường cho người dùng bị ảnh hưởng ít nhất 60 euro, khoảng 70 USD cho mỗi thiết bị ở Mỹ và Tây Ban Nha. Nhiều vụ kiện hơn được lên kế hoạch ở Ý và Bồ Đào Nha. Apple luôn phủ nhận các cáo buộc về Bill Gates và nói rằng họ chỉ đồng ý trả tiền cho người dùng để tránh kiện tụng nặng nề và tốn kém. Nói cách khác, các cuộc dàn xếp chỉ để gỡ bỏ vụ việc chứ không phải để giải quyết vấn đề. Đầu năm nay thì công ty thậm chí đã trả 25 USD cho một khách hàng ở Mỹ về vấn đề tương tự đối với iPhone 6. Vì vậy thì chúng ta sẽ phải chờ xem công ty phản ứng như thế nào đối với vấn đề này. Một số nguồn tin cho rằng Apple sẽ phải trang bị củ sạc cho iPhone 12 vì lý do bảo vệ môi trường chưa thuyết phục. Apple thường nói rằng người dùng đã có đến một vài bộ sạc cũ, nhưng vấn đề là iPhone mới đi kèm cáp sạc C to Lightning và không phải ai cũng có sẵn một củ sạc như vậy. Rất nhiều người mua iPhone 12 phải mua thêm củ sạc để sử dụng. Hiện tại thì các nhà chức trách Brazil đã hỏi Apple về lý do tại sao iPhone mới được bán mà không có bộ sạc. Apple đã phản hồi và thông báo rằng trên thế giới có rất nhiều thiết bị bộ sạc mới chưa được sử dụng. Do đó, Apple tuyên bố đã ngừng gói bộ sạc để giúp giảm lượng khí thải carbon và chất thải điện tử. Có vẻ như các nhà chức trách Brazil không cảm thấy thuyết phục. Phản hồi của họ như sau. Apple không chứng minh trong phản hồi của mình rằng việc sử dụng adapter cũ không ảnh hưởng đến quá trình sạc và sự an toàn của quá trình sạc, cũng như việc sử dụng bộ sạc của bên thứ ba sẽ bị từ chối bảo hành trong trường hợp thiết bị hư hỏng do bộ sạc không chính hãng gây ra. Ngoài ra thì Apple cũng không chứng minh được các lợi ích môi trường khi loại bỏ sạc của hộp iPhone 12. Hơn nữa, nếu thật sự vì bảo vệ môi trường thì Apple hoàn toàn có thể bán các thiết bị với bộ sạc mới đi kèm, đồng thời có chính sách thu gom các bộ sạc cũ và tái chế chúng. Nếu như Apple vẫn không thể thuyết phục được các nhà chức trách Brazil thì hoàn toàn có khả năng trong tương lai iPhone 12 bán ra tại quốc gia này phải đi kèm củ sạc trong hộp. Còn bạn nghĩ thế nào về việc Apple không trang bị củ sạc cho iPhone 12 thì hãy chia sẻ ở bình luận bên dưới nhé. Và trên đây là những tin tức công nghệ hot nhất có trong ngày. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho Điện Thoại Vui TV nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.